Mikey. Một cái dàn máy tính 15 triệu. Ừ, ok đi. Một cái tai nghe bơm phẹt lại nồi, một ly cà phê uống vô tận và một cái micro hiệu gọi là K200, một cái màn hình 24 inch, một cái bàn phím cơ cực kỳ xịn sò, chuột ra dơ các thứ, máy lạnh Sony đồ, và cái ghế gamer là ghế gỗ. Tao mang kỳ ấy chơi đâu. Anh không thể biến mùa hạ thành đông bởi vì trời nóng vai nồi. Trời đất quỷ thần ơi, ngày hôm nay là cái ngày gì mà nóng quá trời quá đất vậy trời. Mùa hè chứ có phải cái mùa gì đâu mà nóng quá trời luôn à. Tôi nhớ tôi là Thiên Lang tộc chứ có phải là Tôn Ngộ Không đâu mà bị nhốt trong cái lò bát quái nóng 2000 độ C vậy trời. Các bạn thấy nóng không? Không biết các bạn thấy sao, tôi thấy nóng quá trời quá đất luôn. Nếu bạn nào thấy nóng các bạn comment phía 1 cho tôi biết nha. Ok, à quên nữa, hello và xin chào các bạn, những người đã quen, những sắp không bao giờ quen. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Official của tôi. Tập truyện đây, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một ngày mới ở trong làng rắc rối. Rồi thì nếu bạn nào thích video này hay đây là một like, một share, mình xúc rắc và nhiều một comment cho kênh YouTube Official để xem được con đầu bực là bao nhiêu video hơn. Mà cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên, kêu ghi thông báo về video mới nhất rồi nha. Và nếu bạn nào ủng hộ trang bị đó của mình, các bạn hãy làm tất cả những điều trên tương tự với cái thêm là trang bị rắc rối gồm có Ruby TV, cũng mang hình ba kia ra thành số BTV nhé. Rồi ok, ngày hôm nay là miễn cưỡng lắm tôi mới ra ngoài đường á mấy ba, chứ không mà tôi ở trong nhà rồi. Trời ơi, cái mùa hè gì đâu mà nóng rồi là cháy da luôn à. Ngồi trong cái phòng điều hòa mà nóng giống như là ngồi ngoài đường vậy á. Cái giống như đứng đường vậy. À lộn, giống như đi ngoài đường. Ok. Trời ơi, không biết tiền điện tháng này nhiêu nữa ba. Rồi, nói chung là bây giờ tại vì bà Ruby, bà kêu tôi vô, bà thu hoạch cho cái vườn nhà bà. Nên là ok, bà mình mới vô mình làm thôi. Chứ không là tôi cũng không có ra ngoài đây tôi làm đâu. Mệt lắm mấy ba. Vừa nóng mà vừa... Cái gì gheo vậy, cái gì gheo vậy? Mà điện thoại. Hello. À dạ cho em hỏi đây có số điện thoại của anh Si Văn Rô bán cá rô ngoài chợ không ạ? À đúng rồi, tôi Si Rô nè, có gì không? Ai ạ? À dạ em là nhân viên bên Shopee và em muốn gọi thông báo với anh là anh vừa mới trúng một cái giải đặc biệt nhờ quay vòng quay may mắn của Mini World á. Không biết anh có nhận không ạ? Ủa vòng quay may mắn của Mini World hả, là vòng nào ta? À cái vòng phục sinh đó hả ba? Ủa mà trúng thưởng gì cái vòng phục sinh đó? Tôi nhớ là quay chỉ được có skin mảnh thần thú với lại mấy cái bla trong game thôi mà cái bây giờ tự nhiên cái thông báo cho tôi trúng thưởng là trúng thưởng gì? À dạ đây là cái phần thưởng out game, đó là một dàn PC 150 triệu ạ. À. Ôi trời ơi, cái dàn máy tính 150 triệu á ba. Ôi gắt vậy, gắt vậy. Rồi, ở đâu? À dạ bây giờ anh chỉ cần lên thành phố Hồ Chí Minh, anh ra cầu Thị Nghè, anh đứng chờ tụi em ở đó. Tụi em sẽ mang hợp đồng đến, anh chỉ cần ký giấy và bọn em sẽ chuyển hàng về nhà cho anh ạ. À. Ok anh, tôi lên liền. Ồ cảm ơn anh nha, trời ơi cảm ơn anh đã gọi thông báo nha, trời cưng quá mà. Trời ơi, thôi cúp máy mà. Ôi trời ơi bạn, à, mình đi quay cái vòng quay của Mini World xong tự nhiên cái mình trúng một cái giải thưởng gì đó. Cái giải thưởng gì mình không biết đâu, người ta gọi là cái giải thưởng là khuyến mãi các bạn, trời khuyến mãi luôn cái dàn máy tính 150 triệu, ghê thiệt. Ôi nói chung là bây giờ mình sẽ đi lấy máy tính đó các bạn. 5 minutes later. Rồi các bạn, bây giờ mình đã đem cái dàn máy tính về đây và mình chợt nhận ra các bạn, cái ông này ông nói là cái dàn máy tính 150 triệu, nhưng mà cái đó là kể cả mấy cái đồ trang trí cho cái phòng stream nữa nè các bạn nha. Đó mấy đồ trang trí là tổng cộng hết là 150 triệu, còn cái dàn máy tính không á là có 15 triệu. À hơi hụt hẫng một xíu nhưng mà không sao, bởi vì mình đang cần một cái gì đó trang trí cho cái phòng stream của mình. Đây các bạn coi cái ngôi làng của mình nè, đó cái ngôi nhà chưa có cái gì hết trơn á. Đó, cái ngôi nhà chưa có cái gì hết trơn á, tại vì mấy bữa nay á là mấy cái đội thi công đang bận hết rồi. Tự nhiên cái hôm nay cái được mấy cái người ta giao cái này là rất là mừng, là mình sẽ đi trang trí luôn. Đó quán cà phê là chưa có gì hết, nói chung là trong cái làng này chưa thi công xong nữa, nhưng mà bây giờ mình lại được trang trí cái phòng stream trước các bạn, cái phòng gọi là chơi game trước thì vui mừng trời ơi. Đó ok, rồi bây giờ mình sẽ đây người ta cho mình rất nhiều đồ các bạn. Từ dưa hấu bỏ qua bên đi, dưa hấu để cho bà Ruby, bây giờ bán dưa hấu đi. Ok chị bán dưa hấu Ruby. Ê người ta cho mình là cái bàn nè, đó cái bàn gamer mấy anh hai, trời dẫn hoài. Đó người ta cho tôi một cái bàn gamer, cha thơ ơi, ngon nghẽn nha. Ơ chết cha, tôi để lộn rồi, tôi để ngược rồi. Đó bây giờ mình sẽ trang trí cái phòng stream của mình các bạn. Đó cái bàn gamer nè, đó thôi ngon thôi, hấp dẫn. Tự nhiên cái hi không cái đi quay sổ số kiến thiết của Mini World cái được trúng mấy cái món đồ này, thôi phải gọi là bơ phẹt quá nồi lắm các bạn. Thôi đó, trời đó. Rồi các bạn gamer bự các bạn,
Thôi dài vãi nồi, tôi lắp xong cái bàn thấy cái bàn dài vãi nồi. Ok, tiếp theo là mình sẽ lắp cái bì thi. Đúng rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái bì thi. Chanh lốp, ồ chanh lốp nữa chứ ha. Ai để rồi, thò siro lớp ruby luôn á. Nhưng mà tôi nói thiệt, không phải chê chứ nhìn giống ảnh thợ thiệt. Chứ giờ để thêm cái bát hương với cái lư hương với cái nhang nữa, y chang cái ảnh thợ luôn thiệt. Đậu xanh đó rồi. Thôi ở đây người ta có cho mình một cái ghế gamer được các bạn. Ú cha, ghế gamer á. Đù cái gì đấy, từ từ, có bị lộn không vậy? Mình hình như mình thấy một cái gì đó sai sai ở đây. Ok rồi, để mình coi. Một cái dàn máy tính 15 triệu. Ừ ok đi. Một cái tai nghe bơm phẹt lại nồi, một ly cà phê uống vô tận và một cái micro hiệu gọi là K200, một cái màn hình 24 inch, một cái bàn phím cơ cực kỳ xịn sò, chuột ra dơ các thứ, máy lạnh Tony đồ, và cái ghế gamer là ghế gỗ. Đù, tao mắc kỳ ấy trời đâu. Ôi kệ đi, nói chung là kệ đi, sau này mua ghế gamer sau cũng được đó. Thôi góc có góc stream riêng rồi các bạn, có góc stream rồi, nhưng mà cái này vẫn trang trí chưa đủ các bạn. Chắc là sau này tôi sẽ gọi là mua thêm đội trang trí. Thì nếu bạn nào có góp ý gì về cái phòng stream của mình á, thì các bạn hãy comment phím số 2 kèm theo là cái góp ý của các bạn ở bên cạnh để mình biết nha, để mình sau này mình gọi là mình trang trí thêm. Ok, và các bạn biết cách nào để có được cái dàn PC này không? Thôi, thật ra thì cái dàn PC này á là cái dàn được tặng thêm thôi các bạn, cái dàn được mấy builder mình tặng thêm thôi. Chứ thật ra là các bạn khi mà các bạn chơi cái trò chơi của mình á, các bạn sẽ được tặng skin các bạn. Skin là mảnh thần thú đã đậu nhiều thứ lắm. Đó. Và bây giờ các bạn muốn biết không? Các bạn muốn biết không? Thôi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn không? Các bạn làm một cái là các bạn có được rất rất là nhiều đồ ở trong mini world, chứ không phải là một món đâu. Thôi bây giờ thì cùng mình đi thôi nào. Ok, hiện tại mình đang ở trong mặt của Ruby đó các bạn. Và mình vừa mới nạp cho bả 1000 xu để mình quay cái vòng quay này. Đó, ạc Ruby nè. Trời má, bà Ruby bả bị nhiễm cái con ếch của mèo Rin nè. Bây giờ bả để cái mặt con ếch này luôn, đậu xanh. Thiệt mèo Rin, đầu độc Ruby nha mèo Rin. Đó, rồi thì để làm sao để quay được cái dòng phục sinh. Thì ban đầu vào trang chủ của con game này, tức là cái giao diện chính của con game này, cái màn hình chờ này, đó, cái màn hình, cái sảnh chính của con game này, các bạn sẽ thấy phía trên bên phải màn hình nó có một cái hộp quà. Các bạn ấn vào hộp quà này và các bạn để cái mục thông báo luôn nha. Đây, để cái mục thông báo luôn. Và các bạn sẽ bấm qua, bấm cái mũi tên nè để cho nó qua mấy cái trang. Thì các bạn bấm đến khi nào mình nó ra một cái hình giống như thế này. Đó, có hình Happy Easter hay còn gọi là chúc mừng lễ phục sinh. Sau đó các bạn bấm một cái hình này, bấm ở vị trí nào cũng được. Đó, bạn bấm vô, nó sẽ chuyển các bạn qua một cái trang mới. Và ở đây là các bạn sẽ là cái trang để các bạn có thể gọi là quay lễ phục sinh. Đó, tên của Ruby nè, ID của Ruby nè, ID mình sẽ phép che nha. Và lúc đầu khi mà các bạn vào đây á, các bạn sẽ được một lần quay miễn phí ở ngay chỗ sắc màu. Nó sẽ ghi số lần là 1. Tuy nhiên Ruby bà đã quay rồi nên bây giờ số lần chỉ còn 0 thôi. Và khi các bạn quay hết một lần miễn phí đó thì các bạn sẽ không quay được nữa. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể được thêm một lần miễn phí bằng cách các bạn lấy code ở trên video của những YouTuber làm về mini world và các bạn bấm vào trong cái phần nhập code này này. Đó, các bạn copy bát code mà những YouTuber đưa cho các bạn vào đây. Đó, và đây là cái code của mình. Đó, 75VM9TNRHZ0UU1GV. Thì á, cái code này á là có thể dùng được nhiều ạc, tuy nhiên mỗi ạc chỉ được một lần thôi. Đó, tức là các bạn dùng xong là các bạn không thể dùng lại được nữa. Đấy, đó, các bạn bấm đồng ý thì nó sẽ cho các bạn một lần miễn phí. Tuy nhiên cái ạc của Ruby á thì mình đã đưa cái code này cho bà xài rồi nên là không có dùng được nữa nè mọi người. Bây giờ mình không bấm đồng ý thì nó sẽ ra cô này. Đó, code này đã được sử dụng. Đó, tức là cái ạc này đã sử dụng code này rồi nên là không có dùng được nữa. Rồi ok, và bây giờ ở đây á thì chúng ta có một cái ô ở kế bên nó ghi là vàng, tức là chúng ta sẽ dùng vàng để quay. Và hiện tại mình đang có 1119 xu mini. Đó, thì mình làm chẳng là mình sẽ quay 1000 xu mini đi. Thì mỗi lần quay là 30 vàng, thì tức là mình quay được 33 lần. Ok, mình thử quay nha. Lần 1 ra gì đây, số gì đây, gặp con máy. Trời ơi, gương bảo mật, trời thua vậy. Không sao, gương bảo mật cũng được các bạn. Chơi sinh tồn, gương bảo mật cũng rất là cần nha. Wow,
được một cái ba lô thợ mộc 7 ngày các bạn. Hấp dẫn nha. Rồi để coi được cái skin gì vĩnh viễn không. Ok, được cái mũ ba beret. Beret là hình như là để nâng cấp cái con cảnh sát thì phải. Ok, thử tiếp theo nè. Cái số gì đây? Rồi được đậu. Thôi ra skin nào. Skin. Skin. Thôi skin nhưng mà được có một ngày à. Sao sao thua cái này bài khác các bạn. Mình còn tận mấy trăm xu lận. Mấy trăm xu mini là ok, yên tâm yên tâm. Mình quay gì nào ra skin thì thôi. Trời hôm nay có vẻ hơi xui các bạn. Rồi tàn ra skin ngày với lại tàn mấy cái mảnh không à. Sao kiếp đỏ đen mà. Ok cũng có thể ra đội các bạn nha. Rồi đó má trời này kiếp đỏ đen vậy. Số gì đây, ra con máy, ra con máy. Trời ơi, đồ của tôi đâu, skin của tôi đâu, tôi cần skin. Ở giày hộ vĩnh viễn các bạn. Thôi xài quay được giày hộ vĩnh viễn nè. Cái giày này là các bạn phải nạp xu và các bạn mua nha. Giày này gọi là cũng gọi là cũng không mắc lắm. Ok, nói chung cũng không có gì đáng nói, nhưng mà được vĩnh viễn. Ok, hợp lý. Được một cái cánh luôn. Ok, 7 ngày, hợp lý nè. Thôi hấp dẫn nha, quay cái này kiếp đỏ đen ha. Đó, được xu, nói chung quay quay cái này là không biết được mình trúng cái gì các bạn, rất là hồi hộp. Giống như gọi là kiếp đỏ đen phải rồi. Ok, rồi. À. Cái hạt của bà Ruby này là mình đã nạp vô cho bà là 2.000 xu rồi. Đây 1.000 xu này nữa là 2.000 rồi đó. Trời, áo hoodie vĩnh viễn luôn. Gắt nha, gắt nha. Đó thì hồi hồi cái lần nạp trước á, mình quay cho bà là mình ra được 3 skin vĩnh viễn các bạn. Hình như là quay được nhiều skin vĩnh viễn quá. Ố, được một mảnh á. Cái này là mảnh hay là, hình như là mảnh đúng không ta, hay là nguyên con voi nha. A few minutes later. Sau khi các bạn quay xong, các bạn sẽ về lại game. Các bạn bấm vào cái hòm thư này nè. Đó, nó sẽ gửi đồ về cho các bạn đây. Đó. Thì mấy cái món đồ mình quay trước. Món đồ mình quay trước đó rồi. Đó, mấy món đồ này mình quay trước đó rồi, chứ không phải là mình mới quay đâu. Đó, mình nhận được rất nhiều thứ này. Và những cái món đồ các bạn không xài, các bạn có thể tách ra để các bạn dùng đậu. Ôi, hồi nãy hình như là mình 600 mấy đậu, bây giờ lên được mấy trăm đậu rồi nè. Được đấy. Hợp lý đấy. Ok, bây giờ mình sẽ xóa hết thư. Đó, và những cái món đồ mảnh này mà mảnh nào mà các bạn không dùng á, các bạn hãy vào kho, các bạn tách ra và nó sẽ cho đậu các bạn rất là nhiều đậu. Ok. Hiện tại á, hồi lần trước mình quay á, mình quay được skin vậy là thần skin tiên cá xe đây và tiên skin cá nhỏ. Và hiện tại thì mình đang chờ thư của ba cái skin này về. Đó, quay được ba cái skin này vĩnh viễn nha các bạn, chứ không phải là ngày nha, vĩnh viễn đó. Và quay được skin ngày thì cũng rất là nhiều, hình như là quay được skin ngày là mình quay được cái con tuần lộc này nè. À không, tuần lộc này của bà Ruby. Quay skin ngày là mình quay được vô song. Đó, rồi. Ở đâu hình như là mình nhớ bà Ruby hồi sáng bà quay được một cái skin vô song bệnh viện mà ta. Có không nhờ? Thì mình coi coi nào. À chưa. Hình như là bà cũng đang đợi mấy cái skin bệnh viện nó gửi về hơi lâu các bạn. Và các bạn quay nhiều lần á thì nó sẽ gửi về cho các bạn tầm khoảng là 15 món một lần thôi. Và các bạn phải chờ tầm khoảng 5 đến 10 phút sau thì nó sẽ gửi tiếp cho các bạn 15 món tiếp theo. Đó, rất là đặc biệt ở trong cái vòng quay này. Và nếu các bạn gọi là thích thì các bạn có thể lên quay nha. Và các bạn có hai phương thức để quay. Thứ nhất là các bạn sẽ tốn xu để các bạn quay. Và thứ hai là các bạn có thể gọi là dùng tiền. À phải, các bạn có thể dùng code của những YouTuber để các bạn nhập vào và các bạn quay. Đó, và nếu bạn nói chung thì video này cũng đã kết thúc rồi. Và mình chỉ với các bạn quay cái vòng quay này thôi. Đó, kiếp đỏ đen đó ba. Quay này kiếp đỏ đen vậy rồi. Đó. Và nếu bạn nào thích video này thì đây là một like, một share, một subscribe cùng như một comment cho kênh YouTube của Shido Official. Để Shido có đồ mật làm anh chị video không? Và cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên để đăng ký những thông báo về video mới nhất của Shido nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho biệt đội đó một mình, các bạn hãy làm tất cả điều trên tương tự với cái thêm mừng lại cho biệt đội đó. Còn có WTV, Kuma, Hùng Akira, Thịnh và Subi VTV nhé. Và bây giờ thì bye bye.